Chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới. Hôm nay có một cái giỏ lan rất là đặc biệt nên tôi sẽ quay giới thiệu với mọi người. Giỏ lan này thì của một bạn ở trên Hòa Bình. Bạn ấy xuống Hà Nội, bạn có mang xuống để cho mình quan sát. Thứ hai nữa là bạn ấy có mang xuống hai cái key, một cái để tặng cho quỹ, một cái để tặng cá nhân. Nên hôm nay mình đến thì mình sẽ review luôn cái giỏ lan này. Đây là cái giỏ ấy các bạn. Cái giỏ này thì có một cái đặc điểm nổi bật nhất của nó là cái bông rất là to. Bông có thể gọi là cũng thuộc vào dạng siêu to khổng lồ. Thì cái giỏ lan này ấy, nó đang có 3 mầm gốc. 3 mầm gốc, hai thân già và một thân tơ đang hoa. Thân tơ đang có 4 bông hoa. Nhìn bông hoa rất là to các bạn ạ. Nhưng mà các bạn bây giờ cái thời điểm này tôi quay nó không được đẹp lắm, là bởi vì nó bị cái sự công sáng ở giữa ở bên ngoài giàn lan với ở trong giàn lan. Cái này đang quay ở tại vườn của tôi nhé. Nhưng mà tại vì cái tấm lưới đen nó che rồi nhưng mà nó vẫn bị ánh nắng ở ngoài nó công, cho nên là nó hơi bị mờ một chút. Đấy, nên là cái mắt của nó kiểu như là hồng xước ấy, rất là đẹp. Đặc biệt là bông rất to nhé. Để tôi đo cho các bạn xem sơ sơ. Bấm hộ này. Ok. Đây này. Chưa kéo căng nhé. Tức là cái cánh của nó vẫn là để nó cong 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 cong. Thì nó đã đo được khoảng 11 cm. Nếu mà cái cánh mà nó thẳng ra thì nó phải khoảng hơn 12 cm. Bông rất là to, một trong những cái bông điệp mà rất là to mà tôi đã gặp. Cây này là của một bạn tên là Điệp ở Hòa Bình. Dạ. Bạn ngồi đây thì anh em mình giao lưu quay thì. Đấy. Thì đây là bác. Bạn là chủ nhân của cái giò phi điệp này. Bạn giới thiệu tí về mình các thứ. Em chào tất cả các bác, em tên là Điệp. Sinh năm 1987, em ở Hòa Bình. Em ở phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. À. Thì cái giò này là nó xuất xứ ở đâu, như nào mà sổ ra hay như nào bạn? Giò này là em mua của một người bạn em ở trong Gia Lai. Gia Lai, bạn ấy đi bóc rừng về. Ừ. Thì em mua giò đấy về. Thì em có chia ra được 2-3 chậu. À. Xong em trồng. Sổ năm nay là năm thứ 2 rồi. À, thứ hai rồi. Mua được lâu chưa? À, mua từ năm ngoái à? Nên gọi là năm thứ 2 thì có nghĩa là mua từ 2019 à? 2018 à? 2018. Cái này thì đúng là thân của nó rất là xanh, đúng không? Thân rất là xanh sạch. Và nó cũng có vẻ nó cũng phù hợp với cái vùng Tây Nguyên ấy, tức là cái thân của nó khá là mạnh, đúng không nhỉ? Khá là mảnh khảnh. Dòng mà ngoài Bắc này thì nó có nhiều cái dòng thân thủ nó to. Đấy, nhưng mà ở trong Tây Nguyên thì đa phần cái thân nó mảnh mảnh, dài dài. Mà cái giống này thì đốt nó dài nhỉ, đốt hơi dài. Này mà đo sen là chết tiền. Đo sen là người ta, người mua là người ta không thích lắm đâu. Vì là cái đốt nó dài. Nhưng cái đốt nó dài ấy, thì thường cái đốt nó dài thì nếu mà đo cm ấy thì nó bị bất lợi cho người mua. Nhưng mà thường những cái giống mà đốt nó dài như này thì ươm ki cái tỷ lệ lên của nó ổn định hơn là cái dòng mà mắt nó ngắn quá. Đấy, tôi thấy có nhiều người nói quan cái điểm đó mà mình nghĩ nó cũng hợp lý. Thường thường những cái thân nó gầy thì khi mà mình gọi là giữ ẩm cho nó thì nó lên ki nó lại khỏe hơn là những cái thân mà to nù to tướng, ươm ki đôi khi nó lại không lên không khỏe bằng cái thân mảnh mảnh này đâu. Đây là cái thân già của nó mà cũng đang lên được mấy cái ki. Có cái thì mùa này mới lên nha các bạn, mà có cái thì nó là lên mầm lỡ ki từ lần trước rồi, năm ngoái rồi, cuối năm rồi. Bây giờ nó lại ra một cái mầm gốc từ cái ki đó. Nhưng mà được cái là vừa mới lên tí thôi, nhưng mà rễ đã rất khỏe rồi. Rễ đã rất khỏe. Thế thì cái giống này đã ra ngoài thị trường nhiều chưa em? Em ra có
một vài cái key cho anh em sưu tầm. Một vài key sưu tầm thôi. Bây giờ thì cái giống này là em đang ra key là bao tiền một key, kích thước key như nào? Hiện tại thì em đang ra key là kích thước tính key ấy, thì là 1.2 triệu một cm một key. 1.2 triệu một cm một key. Yeah. Nhưng mà thường là cái key đây, ví dụ như cái key đây là nó đúng không? Đây là key nó. Cái key này là bạn Điệp có mang xuống để tặng quỹ của Hoa Lan TV nhé. Sẽ key này mình sẽ đưa lên để đấu giá hoặc là bán ở trên kênh, được bao nhiêu tiền thì sẽ cho vào quỹ để giúp học sinh nghèo đến trường. Đấy, thì với một cái key như thế này, cái này nó khoảng độ 7 xe nhỉ? Yeah. 7 xe không? Hơn 7 xe, 7-8 xe. 7-8 xe này, đo luôn cho. Đấy, nó phải 8 xe đấy. 8 xe đấy, chính xác nó phải 8 xe đấy. Đây. 8 xe thoải mái luôn. Thậm chí là hơn 8 xe luôn nếu mà người ta mà đo kiểu nó kỹ, hơn 8 xe. Thì với cái key như này thì nếu em xuất thì là bao tiền? Em đang xuất key này, những cái key như thế này thì em đang xuất khoảng 9 đến 10 triệu. 9 đến 10 triệu đồng. Đúng. 10 triệu. 10 triệu. Ô thế thì tặng quỹ cũng được lợi phết nhỉ. Một key này phải được mấy suất học bổng cho các cháu được, được rồi. Mình cũng được ké một key các bạn ạ. À. Có một key bạn ấy tặng quỹ một key dạng cá nhân nhé. Mà tôi thì cứ công khai luôn. Thứ nhất ấy là ai mà đưa lan hoặc là tôi mà có quay lan ở vườn nhà ai thì hiện tại tôi không có lấy tiền của ai nha các bạn. Nhưng mà ngược lại thì ai mà tặng gì tôi lấy cái đấy. Đấy, mà lấy một cách vô tư luôn, không phải lăn tăn gì cả. Tặng cá nhân cũng lấy, mà tặng quỹ cũng lấy. Mà không tặng cũng không sao. Đấy, rất là thoải mái như thế. Đấy, có bạn ấy bảo tôi là giới thiệu lên mà coi như đến nửa vườn là được người ta tặng. Thì nghe thì có vẻ ghê, nhưng thực ra thì tôi cũng bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để mua giống đâu các bạn. Nhưng mà thôi thì nó vui là chính mà. Cái giống này nó cái cánh của nó là cái lưỡi nó cũng khá là đẹp. Lưỡi nếu mà nhìn ở góc độ như này nhá thì là nó cũng là lưỡi tim. Phân thùy rất là rõ ràng và sạch sẽ. Mắt màu hồng xước. Rồi mũi thì hồng. Nhưng mà cựa thì khá là trắng. Đấy, cánh bay. Bay 24 giờ đúng không? Vậy bây giờ lúc này tôi quay lúc này là nó đang ở lúc khoảng gần 5 giờ chiều. Và cánh nó vẫn còn đang bay như này là ổn rồi. Bay 24 giờ rồi. Cái này em trồng chủ yếu bằng cỏ thông à? Em trồng dưới là đá bọt, trên 100% cỏ thông. Đá bọt và cỏ thông. Cái này thì em mới sang chậu. Mới sang chậu đúng không? Ừ. Chậu nhựa, nó xấu. Ví dụ như cái chậu to này mà có người người ta muốn mua cả chậu to này thì bao tiền? Thì đo sen là nhân bao tiền? Nếu sen. Mà đo sen thì nếu mà có người mà muốn mua cả chậu to thì em vẫn để là 1.2 triệu sen. 1.2 triệu sen. Anh tưởng là mua nếu mà người ta mua cả chậu mà chậu to thì bao giờ nó phải rẻ hơn chứ? Thì cái đấy thì mình có thường thể là mình thường là ví dụ như key thì nó tầm bằng này tiền, thì thường là ví dụ như mà chậu nó lớn thì bớt đi cho họ một tí. Xong lại còn ra lộc nữa. Bây giờ thì nói chung là giò này thì cũng đã chia key đi rồi, thì nếu mà gọi là mua thì cũng gọi là làm giống thôi, chứ còn cũng không thể nào mà gọi là đứt gốc được nữa đúng không? Vâng. Vì đã chia key đi rồi. Cây này em đặt tên chưa? Em đặt tên là Nguyễn Hoàng Uyên. À, cây năm cánh trắng Hoàng Uyên. Hoàng Uyên. Vâng. Hoàng Uyên, tại sao lại gọi là Hoàng Uyên? Cái tên này thì em nghĩ mãi mà chả có tên gì thôi, cái tên con gái em đặt tên con gái em luôn. À, lấy tên con gái. Tên con gái Hoàng Uyên. Con gái mấy tuổi rồi? Con gái em được 3 tuổi rồi. 3 tuổi. Sau này đã có thương hiệu từ lúc 3 tuổi rồi đấy. Thì cái giò này thì sau này mà nói thôi, bây giờ đã bán chia sẻ rồi thì không bán đứt gốc được nữa. Thì có thể giữ lại làm giống, chia sẻ giống cho mọi người. Sau này con nó lớn là phải có một cái giò lan mang tên nó để làm vốn.
Nhìn cái giò này nó rất là yêu các bạn, rất là yêu. Lá lá rất là xanh đẹp, thân rất là xanh đẹp luôn. Thậm chí là có cảm giác như là cái lá này này nó còn hơi giống giống với lại cái cây đại ý thảo ở trong đấy. Đấy, lá nhìn nó cũng, nhưng mà nếu mà cho nên có rất nhiều cái là đây các bạn thấy nhé, cùng một cái chậu nhưng mà cái lá của cái mầm gốc này nó lại nhọn hơn là cái lá của cái bên này, cho nên là có rất nhiều bạn cứ hay chụp một hai cái lá hay là chụp một cái mẩu thân xong rồi gửi tôi hỏi anh ơi cái này là điệp gì hay là lan gì. Nói thật sự các bạn, tôi không thể trả lời được, tôi không phải thánh, không phải thánh đâu các bạn ạ, tôi không biết. Thế mà nếu mà không trả lời được kịp ấy, các bạn lại chửi là chảnh chó, nhưng mà thực sự là có phải cái gì cũng biết đâu. Đấy. Hai nữa là có rất nhiều bạn ấy mua ki của một ai đó, thế xong rồi lại nhắn để hỏi để thăm dò xem có đúng hay sai. Thì thực sự là cái đó là cái mà tôi cũng sẽ rất là, một là tôi cũng không trả lời được, hai nữa là tôi cũng sẽ không trả lời đâu, khó trả lời lắm. Bởi vì trả lời mà vô tình mà nó không đúng với lại cái thông tin của chủ vườn ấy thì là thành ra anh em mất lòng mà gọi là cãi nhau khi đánh nhau luôn. Thì chính vì thế các bạn mua những cái giò lan nào của bất kỳ giống gì, nhất là những giống đắt tiền của ai, thì nên tìm những nhà vườn uy tín. Đấy. Và mua thì xác định là mua bằng niềm tin thôi. Chứ còn ví dụ bây giờ nhá, chẳng hạn các bạn mà mua hai cái mắt ngủ này, cắt từ đây về gửi cho các bạn trồng 3 năm sau hoặc 2 năm sau nó ra hoa, thì làm nào để mà chứng minh được là cái bông hoa này nó mọc lên từ cái mẫu mà mua của một nhà vườn A hay B, đúng không ạ? Cho nên cái gọi là bảo hành đấy nó chỉ là niềm tin thôi. Thế cho nên là chẳng ai người ta bảo hành nổi. Không có một cái căn cứ nào để mà xác định được là cái ki đấy nó có thuộc cái mắt ngủ mà đã xuất ra từ vườn A hay vườn B hay không. Cho nên các bạn đi mua mắt ngủ mà các bạn cũng tin cái giấy bảo hành xong thì cầm nó về gọi là sung sướng với cái giấy bảo hành để rồi cuối cùng thất vọng khi mà nó không đúng ấy, thì nó sẽ rất là buồn. Chính vì thế cho nên là cứ chọn nhà vườn uy tín và mua bằng niềm tin nha các bạn. Hoặc là một cách thứ nhất đấy là cách chọn những cái bông mà nó đã có tên tuổi rồi thì các bạn mua như thế. Còn một cách thứ hai là ví dụ như cái bông này gọi là bông năm cánh trắng Hoàng Uyên, đúng không? Thì đây nó là một bông mới. Chính vì thế đã mới thì đến ví dụ đến gặp anh Điệp ở Hòa Bình thì nếu mà thích mặt bông này thì mua thì nó là đúng hoa trên thân như thế luôn, đặt tên như thế luôn để đỡ phải gọi là lăn tăn về chuyện bảo hành. Đấy, còn nếu mà ví dụ các bạn mua HO hay là mua Phú Thọ hay là mua bất cứ một cái giống gì thì mua trên thân, mua khi ở trên thân đang có hoa kệ nó không sao đâu, cho nó thoải mái, nó đỡ rú. Cái bông này thì cái này nở được mấy hôm rồi em? Bông này nở được thứ tư rồi. Wow, nở từ ngày thứ tư. Tại vì mình nhìn cái lưỡi này nó cũng thấy căng căng rồi, đúng không? Thường thường cái dòng này nó cũng trụ được khoảng độ, nếu mà thời tiết tốt thì nó trụ được khoảng 7-8 ngày đấy, hoặc là 7-8 ngày thôi. Chứ còn nếu mà hiếm những bông mà nó lúc mà được 9-10 ngày trở đi là nó bắt đầu nó sẽ khô cái đầu lưỡi rồi, cánh nó bắt đầu nó sạm xung quanh viền rồi. Hôm nay ở Hà Nội hôm qua nay nó gió bão rất là ghê các bạn ạ. Cho nên là hôm nay ngồi đây là may là hiện tại là nó cũng đang đấy, bạn nhìn gió nó đung đưa rồi. Đấy, nó may là nó còn gió nhẹ chút đấy. Ôi. Này nó tung mất rồi. Đấy, cái tôi có cái phông đen để cho nó đẹp nhưng mà gió nó thổi mạnh quá, một tí nó lại giật tung xuống. Cái này khả năng mình sẽ phải tìm mấy cái móc sắt để mình buộc vào, lần sau nó chắc hơn. Cái này hiện tại nó đang có khoảng 4-5 ki ấy nhỉ? 4-5 ki trên thân ấy. Đúng không? Đây 1 ki, 2 ki, 3 ki này. Cái này là 4 ki, cái này là ki 52 rồi. 6-7 ki. Mắt ngủ thì có bán không? Sẽ đưa lên, sẽ thể nào có người hỏi mắt ngủ. Mắt ngủ có bán không em? Có. Bán mắt ngủ luôn.
Được. Một mắt ngủ là bao tiền? Mắt ngủ thì 5 triệu một mắt. 5 triệu một mắt. Cũng như bây giờ nếu mà mắt này bây giờ mình mà ươm thì cái khả năng nó bị lên hoa có nhiều không? Không ạ. Tại vì là cái cây này là em để lại để hoa tự nhiên. Ừ. Tất cả mọi cái tự nhiên hết. Ừ, hoa tự nhiên. Nó xong đợt hoa thì mình sẽ làm kỳ thì nó dễ. Đây, nhìn các bạn. Bông rất là lớn. Bông rất lớn. Nhưng mà riêng cái hàng va vấp này ấy, mà nhiều khi ấy, thì mình thích là nó nhiều bông để nhìn nó rực rỡ. Thế nhưng mà khi mà quay ấy, thì nếu mà nó nhiều bông ấy thì nó lại bị bông nọ nó đè vào bông kia. Đấy, nó lại không đẹp bằng một hai bông luôn nha các bạn. Cái gì nó có cái giá của nó thế. Đấy, này sờ vào hơi run tay đấy các bạn. Một cái bông này tính ra một bông này phải mấy triệu. Nhưng cái mắt rất là yêu. Phải nói được cái này cái mắt rất là yêu. Đấy. Thực ra thì ví dụ như theo cảm quan của tôi ấy, thì cái bông này mũi nó màu hồng thì nó lại tương xứng rất là hợp lý với lại hai cái mắt. Thường thường thì năm cánh trắng mà mũi trắng ấy, thì nhiều người nói là nó giá trị hơn, nó đắt hơn, nó như thứ theo cái xu thế đấy. Nhưng mà cái bông này nếu mà mình cứ tưởng tượng ở trong mà nó trắng thì nó lại có một cái gì đấy, nó cũng có vẻ hay. Nhưng mà cái này nó có một cái điểm nhấn để nó như kiểu là làm cái trụ để đối xứng với lại cái hai cái mắt màu hồng rất là đẹp, hồng xương rất là đẹp. Mặc dù nó xước nha các bạn, nhưng mà nó cũng xước rất gọn, xước rất là gọn luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy, nhìn khuôn hình các bạn thấy cái lưỡi nó đúng là một cái hình trái tim mà gọi là nó lên như kiểu lên môi tuyết ấy, xung quanh là cũng như tuyết luôn ấy. Nhưng mà đây là do tôi zoom cận vào nha các bạn, nên là nó nhìn lông nó nổi hết cả lên, nhìn rất là yêu. Đặc biệt là cái bông này ấy, mà nếu mà nó ra một cái thân của nó cỡ khoảng 1.5-2 mét mà nó có khoảng độ nửa mét hoa thì cái giò này nhìn cũng khủng khiếp đấy nhờ. Đấy, nhưng mà nói thế chứ thường thường là nếu mà các nhà vườn mà làm ấy, thì cũng không để cho nó ra hoa nhiều quá, thì nó chỉ sướng thôi các bạn. Quay thì sướng, ngắm thì sướng thôi, nhưng mà kiểu như ngắm hoa lại rơi đấy. Tiền nó sẽ bị ra đi. Cái này nó có 3 mầm gốc thì cũng không cần phải cách tách đâu nhỉ em nhỉ. Tại vì cái này rễ này nó ôm rễ kiểu này cũng khó tách. Bây giờ cũng khó tách lắm. Nhưng mà thôi chắc là 3 mầm gốc thì cũng nuôi thoải mái thôi. Thoải mái. Cái này đã đo chưa em? Đo áng chưa? Ví dụ như chậu này là dài được tầm khoảng chậu này giờ nó phải gần 2 mét đấy nhỉ? Không, có nghĩa là nếu mà chậu này em cũng áng, có nghĩa là nếu mà có đo ấy, thì cũng chỉ đo 3 cái mầm gốc với 1 thân hoa thôi. À, đo 3 mầm gốc và 1 thân hoa. Còn 2 cái thân già này là không đo. Đấy, thì áng chừng nha. 2.3. 2 cái mầm gốc này mỗi một cái khoảng độ 30 cm, khoảng độ 50-60 cm. Cái này khoảng độ 35-40 cm. Thế là cũng được 3 mầm này mét rồi. 3 mầm này gần mét rồi. Cộng với lại cái này khoảng độ 60 nữa. Ôi nếu thế cũng phải tầm 1.6 m đấy, 1.5-1.6 m đấy. Không có ý đâu. 1.5-1.6 m mà nhân với 1.2 triệu thì cũng phải ra suýt soát là 200 triệu. Thực ra thì những cái mặt bông mới ấy, thì nó có một cái đặc điểm là cái người nào mà người ta thích ấy, thì người ta sẽ rất là thích. Nhưng ngược lại thì những cái người mà người ta nếu mà người ta kiểu vào giống để người ta chơi sưu tầm với lại để làm kinh tế ấy, thì người ta lại ngại. Là vì vào những cái dòng mà nó phổ thông rồi ấy, thì nó sẽ lợi thế nhanh hơn. Thế nhưng mà ngược lại ấy, thì ví dụ mình sưu tầm được một cái mặt bông mới ấy, thì nếu mà sau này cái giá trị nó đẩy lên ấy, thì mình lại là người có giống trước. Mình lại người có giống trước, mình lại sở hữu giống trước cùng với lại chủ sổ cây ra. Thì ngược lại nó lại lúc đấy có khi lại có giá trị hơn. Em mình chính một tí, có nghĩa là cái mắt ngủ thì em cũng không muốn bán mắt ngủ. Không bán mắt ngủ. Khi bán mắt ngủ ra
thì em vì làm sao không em bảo cái giá mắt ngủ em để là 5 triệu cho cao hơn giá cao lên Nuki. Để không muốn bán đúng không? Thực chất là không muốn bán. Khi mà bán mắt ngủ thì cái rủi ro của nó rất là cao. Đúng rồi. Về nó thối cái này thôi nó bỏ luôn cả. Đúng rồi. Cái mà mất tiền hoang. Ừ. Thì bán thì bao giờ em cũng có, ở nhà cũng có một số hơn chục cái key sẵn rồi. À hơn chục key sẵn. Thì nếu mà anh em chia sẻ key thì đến thì em cũng chia sẻ key. Thế thì bây giờ mọi người muốn liên hệ với bạn là theo cái Facebook hay là số điện thoại nào? Nếu mà mọi người mà muốn liên hệ với em thì có thể là gõ cái số điện thoại của em là 0833 808 333, thì gõ cả số đấy cũng ra cả Facebook. À, 0833 808 808 333 333. Nhiều 8 nhiều 3 thế. Thảo nào. Lộc nhiều. Thì em không muốn đi bán cái mắt ngủ vì sao mà em bảo mắt ngủ là tức là cái đưa ra một con số key, cả một cái key tầm khoảng độ 8 sen có 10 triệu thôi đúng không? Nhưng mà một cái mắt ngủ thì lại là 5 triệu là cái lý do là thực chất là không muốn bán mắt ngủ. Thì hiện tại cũng đấy cũng là do cái cách xử lý của mỗi người thôi các bạn. Tại vì hiện tại bây giờ có những người thì người ta tuyệt đối người ta không bán mắt ngủ. Mình biết có những người như là tuyệt đối không, tuyên bố luôn là không bao giờ bán mắt ngủ. Đấy, nhưng cũng có những người thì bán mắt ngủ. Thực ra thì sưu tầm mắt ngủ ấy thì nó rẻ tiền hơn, nhưng mà đương nhiên độ rủi ro thì nó tăng hơn rất nhiều lần là đúng thôi, phải chấp nhận thôi. Đấy. Nhưng mà nói chung tôi thì tôi cũng không, cũng bần cùng thì mới cả tính đến chuyện mua mắt ngủ thôi. Đấy, chứ còn nếu không thì mua được key nó vẫn cứ khỏe hơn. Thậm chí là đấy, như trên vườn của tôi đây này, vừa rồi tôi mua 4-5 chậu Phú Thọ với lại HO với lại các thứ, là toàn tìm những cái chậu mà nó thông số nó nhỏ thôi, nhưng mà nó phải có mấy yếu tố là nụ hoa trên thân, ki mầm gốc khỏe. Chứ còn bây giờ cứ đi mua xong rồi bảo hành bảo hiếp các thứ thì đau đầu lắm các bạn. Thế thì vừa rồi có một số bạn cứ hỏi tôi là chia sẻ những cái ki trên thân đấy, thì nói thật với các bạn là giống như Điệp ấy, là tôi thì tôi hiện tại tôi cũng không muốn chia sẻ cái ki đấy. Vì sao? Bởi vì là mình đã bỏ tiền ra mình mua cái chậu giống mà nó có nụ thì bao giờ giá nó cũng đắt hơn nhiều so với lại cái giò mà nó không có nụ, không có hoa. Thế chính vì thế mình sổ ra được cái bông khẳng định nó là chính chủ rồi, mà giống của mình chưa có nhiều thì muốn tách nó ra để làm giống. Chứ chia sẻ cho mọi người xong lại đi mua cái ki của người khác để phải chịu cái bảo hành thì nó hơi bị phi lý, đúng không? Đấy, nó hơi bị phi lý. Nên nói như thế để các bạn là nhân cái chuyện bạn Điệp bán nói là bạn ấy nâng cái giá của cái mắt ngủ lên để thực chất là không muốn bán, thì tôi cũng chia sẻ một tí về cái chuyện là bóc ki trên thân của mấy cái giò HO với Phú Thọ các thứ của tôi là cái lý do thế, mình không muốn bán. Nhưng mà nhiều người kiểu cứ nài nỉ quá thì nhiều khi cũng nể thôi, chứ còn thực tế thì giữ lại nó hiệu quả hơn là bán. Bán một ki thì cũng chả giải quyết gì cả, cái ki tiêu sừ vèo cái hết mất. Bông này rất là lớn các bạn, thực sự là lớn. Bông này hôm vừa rồi tôi có làm một cái video, có một cái bông gọi là 5 cánh trắng bao thuốc ở trong vườn của anh Thực Hà ở trong Đông La. Thì cái bông nó cũng lớn cỡ kiểu như này, tức là kiểu như mấy ông mua về sổ xong rồi ngồi hút thuốc để đặt cái bao thuốc, thấy nó cái bông nó to như bao thuốc ấy, đặt ngay cái tên 5 cánh trắng bao thuốc. Thế thì cái bông này nó còn, tôi cảm giác nó còn to hơn cái bông 5 cánh trắng bao thuốc ấy. Và đặc biệt là cái mặt bông này, cái mặt hoa của nó thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Bạn Điệp có thể mở cái Facebook nha, mình quay tí giới thiệu cho mọi người tìm cho nó dễ. Tại vì nhiều khi tìm ấy, nó có những người người ta biết số, biết cách tìm ấy, thì nó dễ. Nhưng có những người không biết tìm thì họ tìm rất khó. Đây nhé, đây. Cái avatar này là mặt bông gì em? Cây Phú Quý miền Nam. À, 5 cánh trắng Phú Quý đấy hả? Vâng. Phú Quý thì hình như một vài tuần nay cũng đang sôi động lắm đây phải. Đấy, nhiều người giao dịch. Đấy, đây nhá, là cái nick Facebook của bạn Điệp. À, Nguyễn Điệp mở ngoặc đấy, nhưng mà lại tên chính ở trên này lại là Nguyễn Hoàng Anh. Là tên vợ à? Tên ngày xưa ở trong miền Nam. À, tên ngày xưa. Đấy, Nguyễn Hoàng Điệp ở tổ 4, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Có cả số tài khoản nhé. Nhân diện nói về chuyện số tài khoản. Bây giờ cái chuyện mà lừa đảo nhau rất là nhiều các bạn. Cho nên là ví dụ như là các bạn nào mà muốn sưu tầm một cái giống gì của Điệp,
của vườn lan. Vườn lan của mình có lấy tên là gì không? Không, em không đặt tên. Không đặt tên vườn lan. Nhưng mà chắc là ngoài cái giống này ra thì còn nhiều giống gì khác? Còn vườn em có HO, Phú Thọ, đúng không? Hồng Yến Thủy, Phú Quý, đúng không? Đấy, đại khái là như trao đổi thì là vườn của bạn Điệp này cũng có rất là nhiều những cái giống va khác. Thế thì để cho nó đảm bảo ấy, thì khi mà giao dịch ấy, các bạn lên kết nối trực tiếp với cái nick Facebook này kèm theo số điện thoại. Nhưng mà theo mình thì bạn nên bổ sung cái số điện thoại vào đây thì có phải nó ổn hơn không? Ở trong cái phần chi tiết ạ. À không, nhưng mà bổ sung luôn vào trên này này, vào cái hình này thì nó sẽ kiểu như người ta vào đây, người ta mở, người ta thấy luôn ấy. Xem giới thiệu có. À thì đúng rồi, nhưng mà không phải ai cũng biết để vào cái phần xem giới thiệu này. Đây. 0833808333. Còn cái số trên là cái số cũ chưa sửa đúng không? Nó là 0123, nhưng mà sau khi từ 11 số còn 10 số thì nó là cái số này. Các bạn đừng gọi số trên nhé, bây giờ không gọi được đâu. Nó chính là số dưới sau khi đã chuyển đổi rồi. Đấy, nếu mà mình mở bổ sung vào kia thì người ta mở cái trang của mình ra, người ta sẽ thấy luôn. Đấy, thì ví dụ như là kết nối trực tiếp với số điện thoại. Và nếu mà chuyển tiền thì nó hiện tài khoản chính chủ luôn. Tài khoản này là tài khoản tên bạn đúng không? Tài khoản tên em. Đấy thì là như vậy là nó chắc chắn nhé các bạn. Bởi vì có rất nhiều người nó lừa. Ví dụ như bảo là tôi nhà vườn hay là nick Facebook là Nguyễn Điệp đây, nhưng mà xong rồi nó lại bảo các bạn là gửi chuyển tiền vào một cái số tài khoản của một người tên là, ví dụ như lại tên tôi Hà Văn Kiệm chẳng hạn, ví dụ thế, thì các bạn phải coi chừng. Vì sao thế? Bởi vì là nó bây giờ nó có nhiều những cái mánh lưới lắm, nhiều những mánh lưới để mà nó lừa nhé các bạn. Ví dụ khi mà các bạn chốt một cái key ở trên Facebook hoặc là trên YouTube mà các bạn cung cấp đầu số điện thoại, địa chỉ, thì là cái bọn mà nó chuyên lừa, nó ngồi, nó theo dõi cái đấy. Và ngay sau đó thì nó sẽ gửi thông tin cho các bạn, gửi cây cho các bạn, nó ship code cho các bạn, nó thu tiền. Hoặc là các bạn chuyển khoản vào cái tài khoản của nó, vì nó có đủ thông tin trên đấy rồi. Thế có thể là nó gửi cho các bạn một cái cây rất tào lao để nó lừa. Cái này đã xảy ra nhiều rồi nhé. Cho nên các bạn giao dịch là cứ phải đúng người, đúng số điện thoại, đúng tài khoản chính chủ. Thế là yên tâm. Hy vọng là cái giống này sẽ được nhân ra nhiều hơn nữa để có thể chia sẻ cho nhiều người chơi. Vì nói thật sự cảm quan thì mình nhìn mình cũng rất là thích. Nhìn rất là thích cái mắt. Mắt nó, đặc biệt là cái bông rất là to, rất là to. Mà cái chậu rất là đẹp luôn. Cái chậu này, riêng cái chậu này cũng phải 200 ấy nhỉ. Cũng xứng đáng thôi. Cái giò lan gần 200 triệu. Cái chậu 200 nghìn cũng quá xứng đáng. Tôi rất hy vọng là một dịp nào đó thì mình có đi Hòa Bình thì có thể sẽ ghé vườn của bạn Điệp xem là như nào, thì tôi lại nếu có gì thì lại sẽ quay giới thiệu các bạn. Nhưng hôm nay thì cũng hơi bất ngờ là bởi vì mình ở nhà thì các bạn lại mang tận cây xuống để tặng quỹ với lại cho ngắm như thế này, thì cũng nó cũng là cái duyên. Đấy. Hôm nay là cũng may mắn thì là tôi không bị đi họp hành gì các bạn, họp buổi sáng rồi em mới có thể ở nhà để chiều muộn để đón các bạn bạn Điệp với lại mấy anh em ở trên Hòa Bình xuống. Đấy, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Cái video cũng mấy chục phút rồi. Đấy, bây giờ quay lại cho các bạn thêm tí nữa này, quay lại các bạn thêm tí nữa về cái mầm cái này. Cái này nó nhìn kỹ thì nó lá nó cũng gọi là cũng có cái như kiểu kẻ chỉ ấy nhỉ. Đấy. Nó không thuộc dạng lá kẻ đâu, nhưng mà nó chỉ mờ luôn. Nhưng nói chung lá đẹp, ngọn đi rất là khỏe. Cây thì như bạn Điệp bạn nói đấy, là ở đây thì cũng có mấy cái, chưa kể ở nhà thì cũng có cả chục cái cây nữa. Cho nên nếu mà bạn nào mà thích cái dòng là năm cánh trắng Hoàng Nguyên, tên con gái của bạn Điệp, thì có thể kết nối với bạn Điệp theo cái Facebook mà tôi vừa mới trên, với lại số điện thoại là 0833 808 333. Số rất là dễ nhớ, tôi đọc 3-4 lần tôi cũng sắp nhớ rồi đấy.
0833 808 333. Nhớ rồi nha các bạn. Và các bạn xem video các bạn vui lòng đừng tua nhé. Các bạn tua xong các bạn cứ không xem hết xong các bạn lại nhắn tin hỏi tôi, cho tôi xin số điện thoại là tôi không có thời gian để trả lời đâu. Có nhiều bạn mình cũng thông cảm thôi, nhưng mà có nhiều bạn ấy có khi vừa mới vào xem cái video thấy cái mặt hoa nó đẹp quá thế là chẳng xem hết nữa, nhắn tin luôn để hỏi số điện thoại. Thì tôi có thể khẳng định các bạn là tất cả những cái video mà review về hoa lan cũng như là vườn, các nhà vườn, bao giờ tôi cũng đưa số điện thoại và nếu có Facebook hoặc là Zalo đều đọc hết để cho mọi người nắm được. Ít nhất cũng phải đọc 1 đến 2 lần. Cho nên là các bạn đừng vui lòng nhắn tin, đừng nhắn tin hỏi tôi số điện thoại, mà hãy chịu khó xem video một chút cho nó. Anh em làm ra cái video cũng để cho nó tăng cái tương tác, cái thời gian xem tí, chứ các bạn cứ tua xong rồi bạn hỏi thì nó nghe nó đau xót lắm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn luôn có được sức khỏe, niềm vui và sưu tầm được nhiều những cái giống lan mà mình yêu thích. Cảm ơn các bạn.